Chào tất cả anh em, hôm nay mình mới về được một mặt hàng rất là đẹp, một mặt hàng độc và xịn, một cái mẫu dao cậy hầu, vỏ sò, vỏ ốc gì đó, chuyên dụng để anh em ăn sashimi. Đây là cái mẫu dao cậy vỏ hầu của hãng WChat, là hãng này là của Anh sản xuất nè nha anh em. Nó xuất cho thị trường châu Âu và mấy cái thị trường như Nhật Bản và mấy cái nước đồng minh của nó đó. Một mẫu dao cậy hầu rất là cao cấp, chất liệu nó bằng inox không rỉ, rất sạch sẽ và đẹp. Dòng inox này cực kỳ cao cấp, anh em xem này, độ sáng bóng của nó quá tuyệt vời, không thể đẹp hơn nữa. Tổng chiều dài cây dao này là nó dài 14 cm. Và cái bản lưỡi của nó rộng để cậy vỏ hầu là 4 cm. Đó, nó có thể cậy được từ con hầu nhỏ đến con hầu lớn, được hết tất cả nha anh em. Vì cái bản nó khá to. Nó thiết kế cái tay nắm cũng rất là chắc chắn, bầu bỉnh, đẹp. Nó giống như một cái phiên bản cây dao Cury thu nhỏ vậy đó. Đó. Tổng quan một cây dao nhìn mình thấy đẹp không thể chê chỗ nào hết. Thì đợt này mình về được cái lô hàng này số lượng cũng ít đó, còn vài chục cây thôi. Thì bên nước ngoài á, họ cái cách ăn uống của họ rất là cầu kỳ, cho nên là những cái sản phẩm mà đồ bếp gia dụng đồ của họ là nó làm chất lượng rất là cao, cho nên là cái mặt hàng này nó dùng nên là rất là cao cấp. Anh em xem tổng quan đẹp, không có chỗ nào chê hết. Thì tổng trọng lượng một con dao này nó nặng chuẩn đúng 100 g. Vì vậy anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ bên phía mình. Mình bán với cái giá rất là sưu tầm, chỉ có 250 ngàn, cộng phí vận chuyển một cây, có nghĩa là phí ship anh em chịu đó. Hàng đẹp, chất lượng đỉnh cao, giá trị sưu tầm cũng cao, sử dụng thì cũng rất là tuyệt vời, giá hợp lý. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ bên phía mình. Quá đẹp anh em, cực kỳ đẹp, không thể chê chỗ nào hết. Anh em mua về để sử dụng hoặc là mua để tặng vợ thì quá tuyệt vời. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em.